Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đến với kênh Alo Chuyện. Hôm nay chúng ta đến với tập 7 của bộ truyện mang tên Hikaru Kỳ Thủ Cờ Vây, chương 52 Hội Nghiên Cứu Cờ Vây. Em làm gì vậy Hikaru, mau tới hội nghiên cứu cờ đi. Hay là em thích xem lũ cá giả này hơn? Anh không trật tự một chút được à? Em chỉ hơi căng thẳng thôi, không hiểu hội nghiên cứu cờ là nơi như thế nào. Tuy ở đó có Waya nhưng chắc chỉ toàn kỳ thủ chuyên nghiệp đấu với nhau, trình độ phải cao lắm. Em đang nói chuyện một mình đấy à? Hôm nay đâu có học, em tới làm gì? Em nghe nói có hội nghiên cứu cờ, một cậu bạn giới thiệu cho em ạ. Hội nghiên cứu cờ à? Vậy ai là giáo viên? Chịu, ý em là em không biết ạ. Hikaru, đây là người đã tiến cử em vào viện, phải cảm ơn người ta đi chứ. Anh nói đúng, cảm ơn tiên sinh đã giúp em vào được viện cờ. Hội nghiên cứu cờ vây à? Em có muốn vào hội nghiên cứu cờ vây của kỳ nhân Touya không? Kỳ nhân Touya có phải là ông ta không? Nhưng em còn chưa rõ hội nghiên cứu cờ vây là gì. Vẫn chỉ là đấu cờ thôi, nhưng bàn luận là chủ yếu. Em sẽ được cùng các kỳ thủ chuyên nghiệp bàn luận về những ván cờ hay, lại còn được giảng giải về chiến thuật, về những nước đi hiểm hóc. Touya, cậu ấy có ở đó không ạ? Tất nhiên Akira cũng ở đó, thú vị chứ. Hikaru, đi đi. Đồng ý đi Hikaru, đến đó chúng ta có thể nghe ông ấy luận cờ. Nhưng em không thích. Sao Hikaru? Tại sao chứ? Em có thể cùng lúc tới nhiều hội nghiên cứu kia mà. Không, em không muốn học cùng Touya, em chỉ muốn đấu với cậu ấy thôi. Đối với em, cậu ấy là... Nói cậu ấy là đối thủ kể cũng ngượng, bởi mình còn đang lẹt đẹt ở hạng 18 của tổ 2. Nhưng dù gì, mình cũng không muốn ngồi học cờ cùng cậu ta. Không đời nào, Hikaru. Chỉ muốn đấu cờ ư? Vậy tôi sẽ chờ xem. Anh Waya, này, cậu vừa nói chuyện gì với tiên sinh Ogata vậy? Thầy ấy mời em vào một hội nghiên cứu cờ vây. Sao tiên sinh lại mời cậu? Giải sư tử chiến chỉ còn 3 tháng nữa. Có lẽ lúc đó tôi sẽ thấy được cậu đấu với Touya. Giải sư tử chiến là cái gì vậy? Đấy là giải đấu giữa viện sinh và các kỳ thủ trẻ. Viện sinh và các kỳ thủ trẻ. Vậy thì Touya sẽ góp mặt. Mình có được đấu với cậu ấy không nhỉ? Cậu sẽ tham gia chứ? Vâng, đương nhiên ạ. Nếu cậu và Akira gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ đến xem. Giải sư tử chiến nghe hấp dẫn ghê. Đừng vội mừng, cậu chưa đủ tư cách tham dự giải đó đâu. Vì các thầy chỉ chọn 16 viện sinh đứng đầu tổ 1 để đấu với 16 tân kỳ thủ, còn xếp thứ 18 tổ 2 như cậu thì... Nói cho mà biết, năm ngoái anh đã tham gia và năm nay cũng có mặt. Xếp thứ 16 trở lên ư? Trời! Nhưng nghe khẩu khí của tiên sinh Ogata cứ như thể Hikaru được dự giải đến nơi vậy. Lại còn mời cậu nhóc vào hội nghiên cứu cờ vây. Khổ quá, giờ mình mới lẹt đẹt ở hạng 18 tổ 2. Mình phải tiến thật nhanh, Touya không thể đợi mình mãi. Hạng 16 tổ 1 à? Này, đi được rồi đó. Sai, đi thôi. Hích hích, hu hu. Bing. Bọn mình là những viện sinh duy nhất, đúng không? Em hồi hộp quá. Đã bắt đầu chưa vậy? Rồi, sai, đừng khóc nữa. Chỗ này cũng có kỳ thủ chuyên nghiệp mà. Đúng, ở đây chắc cũng rất vui. Em xin phép ạ. Vào đi. Thế này mạnh tay quá, để lại quá nhiều sơ hở. Cạch, cạch. Hikaru, người kia là... Ô, thầy Shindo. Sao em lại ở đây? Cậu biết thầy Shirakawa à? Cậu bé nào vậy? Ồ, em ấy từng là học sinh trong lớp cờ của tôi. Waya, đây là viện sinh em định đưa tới hả? Vâng. Viện sinh, em là viện sinh ư? Hì hì, Akari không nói với thầy ạ? Có gì đáng ngạc nhiên à? Không. Cũng không ngạc nhiên lắm vì trước đây tôi đã nhận thấy tài năng của Hikaru. Chỉ có điều thời gian cậu bé học cờ quá ngắn, chỉ mới hơn 1 năm chưa mấy. Chà, giống Kurata thật.
Nhưng em vẫn ở tổ 2 à? Không ổn lắm. Em sẽ sớm lên tổ 1 thôi. Tổ 1 hạng 16. Em muốn tham gia giải sư tử chiến. Em sẽ cố hết sức. Nếu không lên được hạng 16 tổ 1, em còn mặt mũi nào mà theo đuổi quyết tâm đánh bại Tu Gia cơ chứ? Em muốn tham gia giải sư tử chiến để cho cậu ta thấy giờ em mạnh đến thế nào. Để có thể nói rằng tôi đang đến gần cậu và rằng đánh bại cậu không còn là quá khó nữa. Đánh bại tôi ra hả? Hay lắm. Hãy rèn luyện ở đây rồi cố đạt được mục tiêu đó nhé. Vâng ạ. Thưa thầy, còn mục tiêu đánh bại kỳ nhân Tu Gia của thầy thì sao ạ? Không cần phải nhắc tới. Giáo sư Morishita và kỳ nhân Tu Gia cùng lên chuyên nghiệp và họ là đối thủ. Chà, khó có thể nói họ thích hay ghét nhau nữa. Ghét. Waya sẽ tham gia giải sư tử chiến. Anh cũng sẽ tham gia dưới danh nghĩa kỳ thủ chuyên nghiệp. Kỳ thủ chuyên nghiệp dưới ngũ đẳng và chưa đầy 20 tuổi đều có thể tham gia. Saeki, em không được thua Tuya Akira đâu đấy. Em đang mong được đấu với cậu ta đây. Waya, em chỉ cần qua được vòng đầu thôi. Tuya Akira là mục tiêu tương lai. Hừ, nhưng vòng đầu vẫn phải đấu đấu với kỳ thủ chuyên nghiệp mà không dễ đâu thầy ạ. Ha ha, cái tên tổ hai kia đã làm nên trò trống gì mà cười người khác. Đừng lo, em sẽ tiến bộ khi đến lúc. Em vẫn còn 3 tháng nữa, chúc may mắn. Vâng ạ. Shindo đấu một ván chứ? Shirakawa, tuần này là vòng 3 giải tranh danh hiệu thập đẳng của cậu đó. Đấu với viện sinh, sức cờ sẽ sút đấy. Cũng vì trận đấu đó quan trọng nên tôi cần một chút khí thế quyết thắng của Tuya Akira của Shindo. Nếu trong đầu chị đã chịu thua thì tất cả sẽ kết thúc, đúng không nào? Được rồi, chúng ta đấu nhé. Đây không phải ván hướng dẫn đâu. Vâng. Quyết định đến viện cờ và hội nghiên cứu quả là không lầm. Tuy mình có thể dạy cậu bé chiến thuật, nhưng ở đây cậu bé sẽ được rèn luyện ý chí. Nhờ thế, Hikaru sẽ càng tiến gần giới chuyên nghiệp. Được như vậy, người đó cũng sẽ gần hơn. Chương 53, khủng hoảng. Cảm ơn đã chỉ giáo. Lại thua từ tuần trước đến giờ mình toàn thua. Anh làm gì mà đăm chiêu vậy? Xin lỗi anh nhé sai. Sao hả Hikaru? Vì mấy hôm nay anh toàn phải đấu với em nên chắc là chán lắm. Dạ, anh cố gắng đợi chắc chắn cơ hội thi thố tài năng sẽ đến mà. Thật không Hikaru? Em không chắc lắm nhưng ít nhất cũng được một lần. Một lần thôi ư? Nếu vậy thì anh muốn đấu với ông ấy. Ý anh nói tới là bố của Tuya. Em ngày càng tiến gần hơn giới chuyên nghiệp, nghĩa là anh càng có cơ hội đấu với ông ta. Chuyện đó hơi khó. Nhưng không phải là không thể. Phải rồi, mình cũng nghĩ cho sai. Đúng là gần đây mình toàn hành động tùy tiện theo ý thích thôi. Anh xin lỗi Hikaru. Anh lại làm em lo lắng rồi. Anh ổn mà, anh sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ đến khi có cơ hội. Chờ bao lâu cũng được, vì anh đâu có chết. Nếu em chết thì sao? Anh sẽ lại trở về với bàn cờ và đợi hàng trăm, hàng nghìn năm tới khi quay về thế giới này. Hừ, làm ma thêm khoảng 1 hay 2 nghìn năm chắc anh sẽ đạt được bước đi thần thánh ấy. Shindo, tiếp theo cậu đấu với tới này. À ừ, liệu cơ hội đấu với người đó có đến không? Giờ anh lo lắm vì em cứ thua liên tục Hikaru ạ. Hừ, mình lại thua nữa rồi. Mà lại thua có chút xíu mới bức chứ. Chỉ còn 3 tháng, mình phải lên cờ, lên được tổ 1, rồi phải lọt vào top 16 viện sinh dẫn đầu. Hikaru, anh có cảm giác dường như em đang tụt hậu, trong khi đáng ra em phải mạnh hơn nữa. Hikaru, cậu vẫn thua không ngóc đầu dậy nổi hả? Hừ, không thèm trả lời, khinh thường người ta quá nhỉ. Hôm trước còn tuyên bố hùng hồn rằng sẽ tham gia giải sư tử chiến kia mà. Hikaru, em làm Waya giận rồi đó. Bíp cạch, Hikaru à, chắc tớ phải bỏ học cờ mất thôi. Sao lại bỏ? Tớ thấy tương lai mờ mịt quá. Ở đây làm gì khi mà tớ chẳng thể lên chuyên nghiệp? Cũng đã đến lúc
tớ phải nghĩ đến chuyện học đại học rồi. Còn cờ vây, thật tiếc là tớ chẳng có thầy hướng dẫn. Nhiều lúc tớ nghĩ giá mà có một người thầy để khuyến khích cậu hả? Không, để thầy nói với tớ một điều hiển nhiên như là em nên bỏ cuộc đi, hay đại loại như vậy. Bởi tớ và bố mẹ đều không đành lòng từ bỏ hy vọng. Đừng chán nản thế. Tại dạo này cậu thua liên tục nên mới có suy nghĩ tiêu cực ấy. Cứ thử thắng một ván xem, cậu sẽ lấy lại ý chí ngay thôi. Có thể. Phải rồi, mình cần một trận thắng để lấy lại khí thế. Vì ai cũng có lúc suy sụp cả. Đúng, mình phải thắng để có thể tống khứ cái cảm giác chán nản đó đi. Tớ thắng 2,5 mục rồi nhé. Vẫn chưa được, chưa thể được. Thứ ba, hội nghiên cứu cờ vây của giáo sư Morishita chính đẳng. Thường thì người ta vẫn đánh thế này, nhưng theo tôi, đây chưa phải là biện pháp tốt. Vậy ta nên đi ở đâu? Xem ra khó có nước nào hay hơn. Tình hình này mà chạy quân thì chỉ làm đối phương củng cố thêm lãnh thổ vững chắc. Em bao vây vùng trên được không ạ? Không, như thế sẽ để lộ sơ hở đây. Thậm chí đối phương còn có lợi hơn trước. Vậy nếu thế này thì sao? Mình vẫn chăm chỉ lui tới hội nghiên cứu cờ mà sao thành tích càng ngày càng tệ. Hừm, có khi là sai hả? Anh có chuyện gì vậy? Có vài điều anh muốn nói nhưng em cứ luôn bảo anh phải trật tự nên... Em nghe đây, chuyện gì nào? Anh đã ngồi quan sát và thấy nếu ta tấn công chéo từ bên trên xuống sẽ thành một nước đi rất mạnh, gây khó khăn lớn cho đối phương. Nhờ đó ta sẽ dễ dàng nối các nước và nếu không đi nhầm thì có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hừm, cách này hay đấy. Thưa thầy, nếu như kẻ thua liên tục ở tổ 2 sẽ nói gì đây? Không sao, cứ nói đi. Em nghĩ nếu đi ở đây thì... Ồ, nhằm vào đây à? Tôi thấy rồi, không tồi đâu. Vùng này sẽ phát triển rất nhanh. Ồ, thế mà chúng ta không nhận ra. Hả? Giỏi lắm cậu bé. Hi hi hi. Sai giỏi thật, mà ngày nào mình cũng được đấu với anh ấy. Mình còn tham gia cả hội nghiên cứu cờ vây với Waya. Nhưng mà sao thứ hạng của mình cứ tụt thế này? Thành tích tháng 2 đã rất kinh khủng, tháng 3 lại còn đội số nữa. Tại sao chứ? Cứ đà này tổ 1 còn không leo lên nổi, nói gì đến giải sư tử chiến. Sai, ngày nào em cũng chơi với anh, đáng lẽ phải tiến bộ chứ. Chính vì chơi với anh nên em mới thế. Gì cơ? Ý anh là sao hả? Sai. Chương 54, hướng đến ngày mai. Bản nhân phường Susaku. Đó là câu trả lời của các kỳ thủ chuyên nghiệp. Bài báo đó quá cũ rồi. Bài báo kỳ thủ mạnh nhất lịch sử là ai, phải không? Đúng vậy, cờ vây thật kỳ lạ. Càng luyện tập lâu, người ta càng tin kỳ thủ mạnh nhất là người ở thời xưa. Thực lực mỗi đấu thủ còn phụ thuộc vào tư chất cá nhân. Phải, trước thực lực và những nước đi không khoan nhượng của Susaku, Ashiwara hay tôi cũng chẳng có một cơ hội nào. Nhưng ông ấy có thể dối lên bởi những chiến thuật mới lạ. Vậy nếu Susaku học được những thứ đó thì sao? Vậy thì ông ấy vô địch rồi. Cả kỳ nhân Toya cũng không địch nổi. Nói chi đến dân Tép Diêu chúng mình. Á, một bản nhân phường Susaku học lối đi cờ hiện đại. Cậu liều nhỉ dám bảo thầy. Tôi lỡ miệng. Có một người đã từng nói như thế. Sai, không phải là dân chuyên nghiệp. Anh ta ngày càng mạnh. Cứ như bản nhân phường Susaku học chiến thuật hiện đại vậy. Kỳ thủ mạnh nhất à? Tôi cứ tưởng các cậu đang nói chuyện gì chứ. Bọn em chỉ thắc mắc, không hiểu tay cờ nào có khả năng làm đối thủ của thầy. Tôi nghĩ mọi người đều là đối thủ của tôi. Giáo sư Kuwabara, giáo sư Yama, Ogata. Ý em là nếu như người đó là Susaku, kỳ thánh của 140 năm trước, nếu bỗng nhiên ông ta xuất hiện. Anh bảo sao? Vì chơi với anh nên em không thể thắng ư? Đúng, em đang sợ hãi Hikaru ạ. Vút, vút. Em sợ những nước chinh phạt của anh từ đỉnh cao của bàn cờ. Trước đây em mò mẫm trong bóng tối nên chẳng thấy được gì.
Nhưng bây giờ em đã có thể thấy mũi kiếm của anh và em bắt đầu cảm thấy sợ. Nó khiến em do dự, điều đó hiện hiện trong từng ván em đấu. Hãy nhớ lại những ván thua gần đây của em. Anh có nói gì sai không? Anh đúng là kẻ đáng sợ. Em đã rõ phải làm gì rồi chứ? Hãy vượt qua và đánh hết sức mình. Tuya vẫn luôn làm theo cách đó. Giống như Touya, em hãy biến sợ hãi thành quyết tâm. Nào. Được. Rồi. Dậy đi nào, Hikaru. Chơi thêm ván nữa. Ván nữa đi. Anh... Dù thắng tới, Akira đã mang danh kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy vẫn là một học sinh trung học cơ sở ngoan ngoãn. Tuy nhiên, mỗi khi thi đấu, nét mặt cậu ấy lại thay đổi. Đó mới là Akari của chúng ta. Cậu ấy ngày càng tiến bộ. Chắc chắn cậu ấy sẽ vô địch giải sư tử chiến vào tháng 5 tới. Ashiwara, cậu không tham gia giải đó sao? Không, tôi đã 21 tuổi rồi. Tuổi giới hạn là 20 mà. Năm ngoái cậu có tham gia không? Có chứ, nhưng tôi thua ở vòng 2. Ogata không nhớ được là phải. Thầy, đối thủ của cậu là ai? Kurata, vô địch cũng là Kurata nốt. Kurata à? Nhưng Kurata cùng tuổi tôi nên năm nay cậu ta cũng không thể tham gia, cho nên mọi con mắt sẽ đổ dồn về anh Ashiwara. Akira, đương nhiên rồi, gì ạ? Giải sư tử chiến ấy mà. Chắc chắn rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp mong chờ được đấu với em. Em cũng rất mong được thỉnh giáo họ. Bởi sư tử chiến là giải đấu đầu tiên, nó vô cùng ý nghĩa với em. Các viện sinh làm sao đọ sức với kỳ thủ chuyên nghiệp được nhỉ? Thế mà vài người thắng được kỳ thủ chuyên nghiệp và vào tận vòng 3 đấy. Nhưng rốt cuộc chỉ kỳ thủ chuyên nghiệp mới vào được bán kết. Akira, hôm trước tôi có gặp Shindo. Cậu ta nói là sẽ tham gia. Shindo là ai vậy? Quá thú vị phải không? Không, đối với em, cậu ta chẳng là gì cả. Cậu bé đó hả? Cậu bé đó? Tháng 3 ngày Matsuba Mitsuru quận Chiba 17 tuổi, môn đệ của Mizoguchi Hiroshi chín đẳng, lễ trao bằng chứng nhận danh hiệu kỳ thủ chuyên nghiệp. Bốp bốp. Touya Akira Tokyo 13 tuổi, môn đệ của kỳ nhân Touya Kouyo anh Ogata. Chào mừng em đến với giới chuyên nghiệp, Touya Akira. Xin được chỉ giáo. Lễ tốt nghiệp trường trung học cơ sở Haze. Anh Suso, anh Kaga, em sẽ cố hết sức. Cạch cạch, bíp bíp, cạch. Chương 55. Chào mừng lên tổ 1. Tháng 4. Anh Waya ơi, em lên tổ 1 rồi, hôm nay em lên tổ 1 rồi. Tổ 1 như đứng hạng bét. Thì những ai tham gia được giải sư tử chiến nào? 16 người đứng đầu. Nhưng giờ em đã ở tổ 1, em có thể lên vị trí đó. Vui mừng như thế cũng đúng thôi. Nhưng Shindo, cậu có hiểu không? Từ nay đối thủ của cậu sẽ là tất cả thành viên tổ 1. Hơ, cậu lên hạng nhanh thật đấy. Chào mừng cậu lên tổ 1. Xin chào Hikaru, mạnh dạn lên. Tớ rất vui khi được là thành viên tổ 1. Đến giờ rồi, các em bắt đầu thôi. Cạch 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 cạch. Không chỉ giữ vững vị trí này, mình phải đi những nước mạnh mẽ hơn nữa để có thể leo lên vị trí cao hơn. Có vẻ như em đang ngày càng tiến bộ, Hikaru ạ. Cạch, nhưng em vẫn mắc nhiều lỗi lắm. Cạch, tớ thua rồi. Mình đã thắng được một trận. Bíp, cậu này không suy nghĩ quá lâu. Mỗi ván ở tổ 1 được giới hạn nhiều thời gian hơn tổ 2. Cái cậu buổi sáng đánh lâu kinh khủng, làm mình chẳng biết đối phó ra sao. Nhưng ngược lại, cậu này đánh rất nhanh, càng dễ đối phó. Đúng rồi, hồi thi tuyển viện sinh, thầy đã khen ván mình đánh một chọi ba, có lẽ đánh nhanh là sở trường của mình. Cạch cạch. Aha, tớ thắng nửa mục. Trời, thua có nửa mục. Dàn quân ở đây rất phức tạp, nhưng tớ vẫn tấn công. Sau khi cậu chiếm được vùng này thì kết thúc luôn. Hai bên chỉ chênh lệch chút xíu. Tuyệt quá, thắng hai ván liền.
Tại tớ vui quá. Đấu tiếp nhé. Ừ, vẫn còn thời gian mà. Tên cậu là Fukui à? Nhưng Waya cứ gọi tớ là Fuku. Cờ vây thú vị thật. Ừ, Waya cũng nói thế. Cậu là bạn thân của Waya à? Waya mạnh lắm đấy nhé. Nhưng lần nào tớ cũng thắng cậu ấy. Chà, vùng trung tâm rộng quá. Đó là địa bàn của tớ mà. Đất của tớ. Được rồi, vậy quân đen dựng thành lũy ngay trong đất của quân trắng này. À, đánh vào chính giữa à? Này, các em trật tự đi chứ, mọi người vẫn đang đánh đấy. Vâng, thưa thầy. Ai thắng vậy? Shindo, cậu thắng liên tiếp hai ván ư? Waya, nghe nói anh bị Fuku át vía đúng không? Fuku, đúng thế mà. Cậu có vẻ rất tự tin. Nên anh nói cho cậu biết nhé, anh sẽ là đối thủ tiếp theo của cậu, cho nên cậu sẽ không thể thắng 3 ván liền được đâu. Để xem đã, hừ, cứ chờ đấy. Nào, tiếp tục chơi đi. Xuyệt, cạch, hi hi, thắng 2 ván liền. Hikaru, anh chỉ lo em phấn khởi đến mức cảnh giác, nên phải nói, Waya là một đối thủ đáng gờm. Cơ hội của em ít lắm, chưa chơi làm sao biết được. Bọn mình chưa từng xem Waya đấu Hikaru nhỉ? Em cũng đang hồi hộp muốn biết Waya đấu thế nào đây. Cạch. Út. Thú vị thật. Phù. Học viện cờ vây. Chào, chào anh. Waya, ơ kìa. Tớ nói rồi mà, chơi cờ trên mạng rất dễ. Dễ, nhưng Waya, tớ chẳng biết gì về máy tính cả. Một người họ hàng nói sẽ cho tớ một cái máy tính cơ cũ nên... Loại máy gì? Sao tớ biết được? Đợi anh ấy dạy tớ cách dùng, rồi cậu bảo tớ cách chơi cờ nhé. Chơi cờ trên mạng à? Đó có phải cái hộp cho mình đấu với cả đống người không? Cậu cũng chơi cờ trên mạng à? Cậu dùng được máy tính ư? Anh không ngờ đấy. Em chỉ tí toái một chút ở ngoài hàng, chứ em không có máy tính. Ồ vậy à? Này, trên mạng có ai chơi cờ giỏi không? Nhiều là đằng khác, lên đó luyện tập cũng tốt. Có cả kỳ thủ chuyên nghiệp đó. Kỳ thủ chuyên nghiệp á? Đôi lúc họ đấu chỉ để giải trí thôi, nhưng họ không dùng tên thật nên chẳng ai biết. Duy có lần tớ thấy một cái tên. Cậu không nghĩ đó là tên thật chứ? Tớ nghĩ chắc lại là một gã nghiệp dư dùng tên của kỳ thủ chuyên nghiệp nên thách đấu chơi. Kết quả thế nào? Tớ bị đập tơi tả. Ai vậy? Giáo sư Ichiru. Sau đó tớ đã kiểm tra và đúng là tên ông ấy thật, ha ha ha. Nhưng không chỉ kỳ thủ chuyên nghiệp đâu. Trên mạng còn có một người mạnh hơn cả kỳ thủ chuyên nghiệp. Hắn ta chỉ xuất hiện một tháng sau đó biến mất. Hơn cả kỳ thủ chuyên nghiệp xuất hiện trong một tháng. Chà, chơi cờ trên mạng có vẻ thú vị ghê. Thỉnh thoảng ta cùng chơi nhé. Ừ, người mạnh hơn cả kỳ thủ chuyên nghiệp đó tên gì vậy, Waya? Anh ta tên là Sai. Ồ, là anh sao? Em biết ngay mà. Sai chỉ xuất hiện trong kỳ nghỉ hè. Anh mới đấu với Sai một lần, nhưng lại thường xuyên xem anh ta đấu. Anh đã đấu với Waya à? Ờ, chắc cậu ấy nằm trong số 100 người bị anh dập te tua. Sai mạnh khủng khiếp. Anh được biết là anh ta chưa từng thua. Em biết thử à? Mà không chỉ dân nghiệp dư, nghe nói anh ta thắng cả một kỳ thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng có kỳ thủ chuyên nghiệp à? Cả Toya cũng phải bỏ một buổi thi lên chuyên nghiệp để đấu với Sai. Việc đó em cũng biết, vì anh ta mạnh đến khó tin. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, anh ta đột ngột biến mất. Giá mà được gặp anh ta lần nữa nhỉ? Lúc đó lúc chơi cờ trên mạng, anh luôn để ý tìm Sai. Sai đã đấu với rất nhiều người nhưng không bao giờ nói chuyện. Chính vì vậy anh ta trở nên bí ẩn. Nhưng không hiểu sao Sai lại nói chuyện với anh. Hả? Anh ta nói, tớ rất mạnh đấy chứ. Nghe khẩu khí cứ như một đứa trẻ con ấy. Và Zelda đã trả lời, tôi là học viên viện cờ. Vậy ra Zelda chính là anh ư, Waya? Hikaru. Ối, sao cậu biết cuộc nói chuyện giữa anh và Sai? Cậu ta là... Đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu. Sai. Và Zelda đã trả lời, tôi là học viên viện cờ. Vậy ra Zelda chính là anh ư, Waya? Sao cậu biết được
cuộc nói chuyện giữa anh và Sai. Chương 56, môn đệ của Sai. Lẽ nào cậu ta là Sai? Ôi chao, em lại nói hớ rồi. Việc đó nghĩ sau, Hikari. Giờ tập trung vào bàn cờ, em có nghe anh nói gì không? Nếu cứ nghĩ vẩn vơ là em sẽ rối lên mà thua đấy. Ơ, anh đang nói linh tinh gì thế nhỉ? Mình đã xem Sai đấu rất nhiều. Hikaru không thể là Sai. Đây đâu phải là thực lực của Sai. Nhưng cách đánh của cậu ta, mình cảm thấy hơi giống Sai. Không, mình phải tập trung vào trận đấu. Cạch. Nhưng tại sao Hikari lại biết ván mình đấu với Sai? Hay cậu ta đúng là Sai? Không, không thể nào. Nhưng cậu ta biết mình là Zelda. Á, bực ghê, nhức óc quá. Anh thua rồi. Em thắng rồi. Hì hì. Shindo, cậu là môn đệ của Sai, đúng không? Chắc khi Sai đấu với anh, cậu đã đứng đằng sau xem hết nên mới biết anh là Zelda. Chúng phóc, nhưng không phải đứng đằng sau mà là phía trước. Nếu cậu là môn đệ của Sai, thì việc Touya Akira đuổi theo cậu càng dễ lý giải. Có phải bởi vì... Vì vậy, ta thấy được một chút hình ảnh của Sai trong cậu phải không? Vừa đúng mà vừa sai, Kaya có trực giác tốt thật. Trả lời đi, cậu có biết ván anh đấu với Sai? Kaya này, em chỉ ngẫu nhiên thấy Sai và Zelda thi đấu thôi. Em đã nói là có đến một cửa hàng internet chơi mà. Lúc ở đó em thấy một người đang chơi cờ, nhưng ván đấu đã kết thúc. Nhìn lướt qua em thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Zelda, và vì nó rất thú vị nên em vẫn còn nhớ. Người đó là ai vậy? Anh ta về nhanh quá, em không kịp nhìn mặt. Hikaru, càng ngày em nói dối càng giỏi. Đều tại anh mà ra cả. Vậy ra cậu không có liên quan gì tới Sai. Hikaru, ván đấu này rất tuyệt. Cậu đi cờ hay lắm. Biết đâu một ngày nào đó, cậu có thể sẽ mạnh như Sai đấy. Thắng 3 ván liền, thắng cả Waya à? Mình như đang có đà tiến lên. Cộng thêm đối thủ buổi chiều thứ tư không tự tin lắm, thế là mình thắng 4 liên tiếp 4 ván. Nhưng tuần kế tiếp lại thua liên tục, rồi cuối cùng thắng được 1 ván. Vừa cũng vừa lúc tháng 4 kết thúc và mình đã lên được hạng 16 tổ 1. Mình sẽ được tham gia giải sư tử chiến cùng với Waya và các bạn khác. Bao giờ? Tháng này à? Vào 3 ngày thứ 7 của tháng này và tháng sau. Đây là giải đấu giữa 16 viện sinh và 16 kỳ thủ trẻ, cũng phải chia thành mấy vòng đấy. Ở vòng đầu, kỳ thủ chuyên nghiệp sẽ đấu không chấp cờ với viện sinh. Năm ngoái kết quả thế nào? Vòng 1 có khoảng 5 viện sinh thắng phải không? Còn vòng 2 chỉ có tớ và Izumi thắng, nhưng cũng chỉ tới đó là hết cờ. Nhưng các anh đã thắng được kỳ thủ chuyên nghiệp còn gì? Không thắng được họ thì sao lên được chuyên nghiệp? Giải sư tử chiến là cơ hội để kiểm tra thực lực của mình đấy. Kurata, Ngũ Đẳng có tham gia không nhỉ? Tớ nghĩ năm nay anh ý quá tuổi rồi. Touya, lần đó tớ đã không thể trả lời, nhưng giờ thì hoàn toàn có thể. Thay vì một ngày nào đó, sao không đấu ngay bây giờ đi? Được, giờ tớ rất sẵn sàng. Xin chào, Akira. Tôi vừa xem trên báo, thầy đã thắng 3 ván liền phải không? Thầy giáo trẻ. Cảm ơn các bác, thầy dạy tôi nhé. Ông Kitajima, Akira giờ đã lên chuyên nghiệp nên ông sẽ phải trả tiền đấy. Còn cô nữa, cậu ấy là kỳ thủ chuyên nghiệp nên phải gọi là thầy Akira chứ. Ờ nhỉ, nếu chị Ichikawa gọi cháu là thầy thì cháu không dám tới đây nữa đâu. Ông nghe thấy chưa? Kitajima. Hừ, ha ha ha, em vào trong nhé. Ừ, cạch, cạch. Tiên sinh Ogata, tôi cứ tưởng em đang làm gì. Ra là em đang xem lại trận đấu với Sai trên mạng. Anh cũng biết trận đấu đó à? Sau đó Sai không xuất hiện nữa, đúng không? Theo như em biết thì là không. Cạch, bực, cạch. Sai, một cao thủ thú vị đấy. Nhưng tôi chẳng hứng thú với những kẻ giấu mặt. Thà đến xem Shindo đấu giải sư tử chiến còn hơn. Có lẽ em không còn quan tâm đến cậu ta. Nhưng như trước,
Nhưng tôi vẫn không thể quên, trước đây tôi đã nói với em ở giải nhi đồng, cậu ta chỉ nhìn qua mà đã giải được một thế cờ phức tạp và sai biến mất. Nhưng thầy Tuya đoán đúng, Shindo đã xuất hiện. Bố em à? Ừ, ở giải nhi đồng, sau khi Shindo về, ngài kỳ nhân đã nói, nếu cậu ta mạnh đến thế, thì sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước giới chuyên nghiệp chúng ta. Bố em đã nói vậy ư? Rồi ông cũng sẽ phải thất vọng thôi. Cạch. Em đấu với Shindo ở vòng 2 đúng không? Nếu cậu ta thắng vòng 1 thì tốt quá. Ogata tiên sinh, có người nhờ anh hướng dẫn đấy ạ. Chẳng qua là tên được xếp chung thôi. Người không nghĩ chúng ta ngang hàng đấy chứ, Shindo? Chương 57. Từ đó đến nay, khoảng 1 năm trước, Shindo đã kéo mình vào câu lạc bộ cờ vây. Hừ, bọn mình đã dán quảng cáo mà chẳng ai đến cả. Đã 1 tháng rồi, Mitani cũng không quay trở lại. Lên lớp 8 thì tớ khác lớp cậu ấy nên cũng chẳng thường xuyên gặp nữa. Hay mình làm thêm một affix khác nhé, chưa biết chừng lại có hiệu quả được đấy. Giờ các bạn nữ phải luyện tập cho giải tháng sau đi. Sao, mình tham gia thật à? Ừ, tớ đã mời cái bạn ở câu lạc bộ bóng chuyền rồi. Ta cùng cố gắng hết sức nhé. Bên nữ may mắn thật, tớ là thành viên nam duy nhất thì làm được gì? Xin chào, cho em hỏi câu lạc bộ cờ vây có phải ở đây không ạ? Mitani có ở đây không vậy? Này Mitani, có người tìm cậu đấy. Natsumi hả? Có chuyện gì vậy? Tớ muốn nói với cậu về câu lạc bộ cờ vây. Câu lạc bộ cờ vây? Cậu vẫn ở đó à? Với hai đứa con gái dở ẹp. Họ không đánh dở như trước đâu, giờ họ học nghiêm túc lắm. Ý tớ muốn nói là hôm qua bọn tớ có một thành viên mới. Rồi sao? Cậu học sinh năm đầu này không mạnh lắm, chỉ sàn sàn như tớ. Nhưng giờ chúng tớ đã có 2 thành viên. Thì sao? Nếu cậu quay lại, bọn mình có thể tham gia giải học sinh. Cậu sẽ là chủ tướng nhé, Mitani. Hừ, lại nữa. Mitani à? Em kia, chuông vào giờ rồi, về lớp đi. Tan học, đừng về vội, tớ sẽ quay lại. Natsumi này, đừng làm phiền tớ nữa, tớ không quay lại đâu. Này em kia, bây giờ chúng ta sẽ làm thí nghiệm ở trang 47. Các nhóm tự lấy dụng cụ ra đi. Nến và dàn nến và lấy đũa thủy tinh đi. Mình cần 2 cốc thủy tinh đấy. Soảng, á, trời, để ý vào chứ. Không phải tại tớ, hả, cái gì đây? Để cô dọn cho các em bắt đầu đi. Gì thế này? Kỳ phổ à, họ vẫn tiếp tục ghi chép sao? Tất cả đều trong tháng 4 à? Họ chơi cũng khá lên tay nhỉ? Có 5 quyển, tức là có 5 thành viên, ở đâu ra lắm thế? Con bé đánh cờ dở ẹp và Natsume, Koike, Hitoshi và ai nữa? Mitani ơi! Này Mitani, cậu đang làm gì vậy? Ra phụ việc đi chứ, mau lấy hóa chất giùm tớ. Natsumi, vậy là cậu bỏ cuộc à? Ừ, tớ chịu thua. Đã vậy, để mai tớ sẽ đi thuyết phục Mitani thử xem. Để tớ đi cùng với cậu, nếu chúng ta vững tin và cố gắng thì mọi việc sẽ tốt thôi. Ừ, ta có Kyoke và câu lạc bộ rồi mà. Ồ, affix mới à? Cậu làm lúc nào mà nhanh thế? Cũng đẹp đấy chứ. Mitani, cậu đồng ý tham gia giải đấu và làm chủ tướng của bọn tớ rồi ư? Không, hả, cái gì cơ? Hả, sao vậy? Không tham gia đấu, vậy cậu tới để chơi cờ với bọn tớ à? Ừ, chỉ vậy thôi. Thế cũng tuyệt lắm rồi. Tớ sẽ lấy thêm bàn cờ. Ván đầu, cậu đánh 1-2 với Natsumi và Kyoke được chứ? Em tên là Kyoke, là học sinh năm đầu. Sau đó đối với tớ nhé, Mitani. Cậu hãy xem bọn tớ tiến bộ tới mức nào. Ừ, các cậu ơi, Kaneko, tớ xin lỗi, tại lần trước tớ bận nên không tham gia được. Nhưng lần này thì nhất định tớ sẽ thường xuyên đến luyện tập cùng các cậu. À phải, ở đây ai là người mạnh nhất? Hiểu rồi, đấu một lần nhé. Các cậu để hộp cờ trên ghế à? Tớ đang đợi đấy. Nhanh nhảu quá nhỉ. Đánh không chấp cờ nhé.
Lần đầu đấu với nhau, muốn biết thực lực thì đánh ngang là hay nhất. Nhưng nếu cậu muốn được chấp thì đi trước đi. Tôi mà cần chấp cờ á? Nếu cậu tự tin thế thì đánh luôn. Mitani, đừng bỏ đi nữa nhé. Lâu rồi không chơi nên không quen. Tôi cũng chẳng khác gì đâu. Cạch. Ồ, con của Kaneko liên kết chặt chẽ quá. Còn Mitani đang có lợi thế nên cậu ấy sẽ không tấn công quân của Kaneko. Cạch. Đúng là Kaneko mạnh hơn mình và Koike nhiều. Cậu ấy tự tin cũng phải. Cậu còn chưa chịu thua đi. Ừ, cậu mạnh thật đấy. Cái câu tôi chịu thua đâu rồi? Hừ, có những kẻ bản mặt khó ưa đến nỗi người ta không nhận thua nổi. Thôi đùa mà, tớ thua rồi. Từ ván kế tiếp cậu chấp tớ ba quân đấy. Lách cách. Nếu cậu được chấp ba quân mà thắng thì cứ thử đi. Tớ mà thắng thì cái câu vừa rồi sẽ quay lại để chết cậu đấy. Đúng rồi, phải ghi lại ván này. Cuối cùng thì bọn mình cũng có thể ghi vào sổ của Mitani rồi. Hồi trước sổ chỉ trắng không. Ván này đừng ghi lại. Sao không? Cũng phải làm cho Kaneko một quyển nữa. Đúng đó, làm cho tớ đi. Đến khi bắt đầu thắng cậu ấy, tớ muốn những ván đó được ghi lại. Chúng ta cùng đấu một ván chứ? Ừ. Cảm ơn Kaneko nhé. Hôm nay rất vui. Này, cậu cùng lớp với Hikaru đúng không? Cậu nói Shindo à? Ừ, phiền cậu nói với cậu ấy rằng là Itani đã trở lại câu lạc bộ rồi và đừng lo lắng. Gì cơ? Được, nhưng ngày mai Shindo nghỉ. Thứ hai tớ sẽ nói. Nghỉ học ư? Ừ, cậu ấy xin cô giáo nghỉ vài ngày để tham dự cái giải sư tử chiến gì đó. Giải sư tử chiến? Chà, cậu ta còn cả đống giải phải đấu. Ô, đấu phải lo. Mặc cậu ta đi. Tạm biệt. Mai gặp lại. Chào, tạm biệt. Mitani ơi, mai lại chấp tớ ba quân nhé. Ai nói mai tớ sẽ đấu nữa hả? Như vậy là thua vì bỏ cuộc đó. Hừ, ba quân. Chấp cậu ba quân thì ván nào tớ chả thắng. Nếu ngày mai tớ không thắng thì chấp bốn quân vậy. Đứa quái nào nói mai tớ sẽ đến hả? Chương 58, giải sư tử chiến. Viện sinh còn thiếu ai nhỉ? Dạ, Nozaki, Shindo và Isoe. À, Shindo đây rồi. Cậu đến muộn quá đấy. Anh Waya cuối cùng cũng đến ngày thi đấu. Cậu có vẻ khoái chí nhỉ? Ủa, sao các bạn tổ 1 và tổ 2 lại ở đây? Tụi này không được xem à? Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Kỳ thủ chuyên nghiệp ở đâu ạ? Đằng kia kìa, trông chẳng có dáng gì cả. Ừ, giải này không bắt buộc kỳ thủ chuyên nghiệp phải đeo cà vạt. Chào các cậu, lâu lắm không gặp. Masiba, Izumi, cậu nương tay nhé. Vậy anh Izumi đấu với. Ừ, Masiba là đối thủ vòng 1 của anh ấy. Ha ha, Izumi lên chuyên nghiệp, lẹ lên đi. Lên chuyên nghiệp rồi, cậu sẽ không còn cái cảm giác căng thẳng của viện sinh đâu. Chỉ cần thưởng thức ván đấu thôi. Làm kỳ thủ chuyên nghiệp tuyệt lắm. Gặp lại sau nhé. Đồ vênh váo. Hắn ta luôn khoe khoang mình là kỳ thủ chuyên nghiệp. Bực thật, nhìn phát ghét. Anh phải thắng nhé, Izumi. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Mọi người nên lo cho mình thì hơn. Cậu nói đúng. Ừ, mọi người đều phải đánh hết sức nhé. Liệu năm nay bao nhiêu viện sinh có thể thắng nhỉ? Waya, anh Saiki. May mà vòng đầu anh em mình không gặp nhau. May mắn nhé, Shindo. Phải thắng Akira đấy. Vâng, này, chào các cậu. Sao cậu đến muộn thế? Tuya đâu nhỉ? Cậu ấy vẫn chưa đến ư? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Nhìn kìa. Xem ra cậu không phải người duy nhất chú ý đến Tuya. Họ không thèm quan tâm đến viện sinh, đặc biệt là Murakami. Nếu vòng 1 thắng Shindo thì vòng sau anh ta sẽ gặp Tuya. Đối thủ của em là Murakami, nhị đẳng à? Ở đâu cơ? Người thứ ba từ bên trái mặc áo kẻ caro đó. Có thấy hồi hộp không? Sao tay cậu nắm chặt thế kia? Hả? Chà, tay đầm mồ hôi rồi. Chẳng ai mong chờ gì ở cậu đâu, hạng 16 ạ. Hừ, xin hãy trật tự.
giải sư tử chiến lần thứ 9 xin được bắt đầu. Mời tất cả vào chỗ, bên này là tân kỳ thủ Norio và Kouji. Chúng ta đánh ngang và các viện sinh sẽ cầm quân đen. Bắt đầu! Xin được chỉ giáo, xin được chỉ giáo, xin được chỉ giáo, xin được chỉ giáo. Trận của mình được nhiều viện sinh xem chưa kìa, hồi hộp thật. Kỳ thủ chuyên nghiệp đối với viện sinh mà, bọn họ tò mò muốn biết ai thắng cũng phải. Xin được chỉ giáo. Cạch, cạch, cạch. Ogata cửu đẳng, không phải anh ta tới xem ai kia ư? Sao lại theo dõi ván đấu của ai kia? Murakami nhị đẳng và cậu bé mà Izumi và Waya gọi là đối thủ của Touya. Không đùa chứ, cả Ogata cửu đẳng cũng chú ý đến cậu bé đó ư? Touya Akira ở đằng kia mà. Ờ đúng rồi, xem ra người ông ta quan tâm là Hikaru. Ogata tiên sinh, ông đã chứng kiến lúc Hikaru buột miệng nói ra nước cờ cứu nguy ở giải nhi đồng, và chính ông cũng đã xem vài nước Hikaru đấu với kỷ nhân Touya. Đó đều là do tôi đấu. Tôi vẫn thường xuyên chơi cờ với Hikaru, thật là vui. À này, ông cũng là một cao thủ cờ vây, tôi muốn được đấu với ông một lần. Trước đây tôi đã từng đấu với rất nhiều người. Việc này làm tôi nhớ lại hàng ngàn ván cờ tôi đã chơi. Đến tận giờ tôi vẫn nhớ tất. Tôi nhớ cái cảm giác được chạm vào quân cờ từ rất lâu rồi. Tôi thua rồi, cảm ơn đã chỉ giáo. Nhanh thế sao? Sạch. Có bàn cờ trống kìa, sao chúng ta không đấu thử một ván nhỉ? Mình chỉ là một linh hồn lẩn quái, thật vô dụng làm sao. Chính vì vậy mình phải cảm ơn trời và đất đã cho mình gặp được Hikaru. Mình không được ích kỷ nữa. Ông thấy Hikaru thế nào? Ông nên xem kỹ Hikaru đánh, vì rồi sẽ có một ngày cậu ấy trở thành đối thủ của ông và của tất cả mọi người ở đây đấy. Chương 59, Touya ngoảnh lại. Cạch, bíp, cạch. Đối thủ của Hikaru là kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng theo như mình thấy, anh ta cũng chẳng hơn viện sinh được bao nhiêu. Tuy nói vậy, nhưng hiện tại Hikaru có thể đấu với anh ta đến đâu thì mình chưa dám chắc. Có thể hiện tại thì hơi khó, nhưng tương lai sẽ khác. Cho nên ông hãy tiếp tục quan sát đi, rồi sẽ có một ngày. Cạch, ôi không, Hikaru, nước đó sai lầm quá. Thì tôi đã bảo hiện tại là hơi khó mà. Với lại, ông chỉ tình cờ xem được mỗi ván này, còn tôi ngày nào cũng chơi với cậu ấy nên tôi biết rõ tầm bao quát của Hikaru ngày càng rộng. Đấu pháp cũng được cải thiện rất nhiều, cậu ấy đang tiến bộ về mọi mặt. Thỉnh thoảng mắc sai lầm có gì lạ đâu. Như vừa rồi ấy, Hikaru lỡ tay đánh một nước không tốt thì đã sao? Đã sao nào? Ơ, nhưng mà sai lầm đó đã chuyển thành một nước rất hay. Cậu ấy đã dùng nước cờ hỏng để dụ đối phương, rồi biến nó thành một nước cờ rất mạnh. Hikaru, được rồi, hừ. Soạt, phịch. Có vẻ như cậu hơi hấp tấp quá đấy. Đánh nhanh cũng tốt thôi, nhưng nên biết lúc nào cần suy nghĩ chứ. Xem ra Tajima thắng phải không? Dạ. Giờ mình sang chỗ Touya đấu xem sao. Hả, tiên sinh Ogata cửu đẳng cũng ở đây à? Sao anh ta lại chăm chú vậy? Ở đó đâu có gì đáng xem chứ. Hờ, Touya ở đâu nhỉ? Hắn đi xem Touya thì mình đi xem anh Izumi đấu. Cạch, soạt, cạch. Sao rồi? Tớ thua. Không phải cậu, anh Izumi cơ. Cạch, em thua rồi. Cảm ơn cậu, cậu mạnh lên nhiều đấy, Waya. Hy vọng năm sau cậu sẽ lên được chuyên nghiệp. Vâng, em có tiến bộ chứ. Cũng đã 2 năm kể từ khi anh trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp còn gì. Ha ha, ồ, Touya vẫn đang đánh kìa. Hừ, lúc nào cũng Touya. Mình không thể thắng, nhưng cũng đã rất gần rồi. Mình không còn quá xa giới chuyên nghiệp nữa. Nhất định năm nay. Ồ, phải rồi, không biết anh Izumi thế nào nhỉ? Sao rồi, Waya? Cậu thấy đấy, anh Izumi đang có lợi thế hơn Mashiba.
đã tấn công, nhưng anh Izumi bao vây rất tốt. Mashiba bắt đầu nóng mặt rồi kìa. Cạch, bíp, tiếp tục chơi cũng không rút ngắn được khoảng cách. Tôi thua rồi. Cảm ơn đã chỉ giáo. Sao, kết thúc rồi à? Ừ, cậu ấy giành thắng lợi, chẳng khó khăn gì. Toya đánh ván vừa rồi mà không tốn chút sức lực nào. Hừ, chỉ tại gã viện sinh ngu ngốc mà mình mất cơ hội đánh giá chính xác thực lực của Toya. Tôi thua rồi. Hoan hô, cảm ơn đã chỉ giáo. Đây là bước khởi đầu của anh Izumi. Cậu nói đúng. Tớ cứ nghĩ Mashiba sẽ chơi hay hơn cơ. Lạch cạch, cho nên kỳ thủ chuyên nghiệp chưa chắc đã giỏi hơn viện sinh đâu. Hừ, thắng tôi ở đây cũng vô nghĩa nếu cậu không lên được chuyên nghiệp. Đồ khốn. Waya, chuyện gì vậy? Waya, Mashiba. Á, hả, chuyện gì vậy? Tới đó xem thử đi. Izumi Waya, cốt. Toya Akira cũng quan tâm, nhưng muộn quá rồi. Cạch, người này hắn đã thấy nước đi tuyệt vời hồi nãy của Hikaru, còn Toya liệu có nhận ra qua thế trận hiện giờ không? Hừ, tôi không biết lý do từ đâu, nhưng tại sao hai em dám cư xử như thế trong giải đấu? Nhặt hết quân lên và chấm dứt trò hề mau. Xì, Mashiba, xịt, mọi người đang thi đấu mà thầy, xịt, Waya, nhặt xong lên gặp tôi nhé. Đâu cần phải làm vậy, Waya. Nhưng em lại thấy Mashiba đáng bị đấm lắm. Này này, tất cả đấu xong rồi hả? Kết quả thế nào? Em thua, còn Waya, em thua, em cũng thua. Riêng em thắng, Ochi. Đấu với Toya thì tớ chịu sao thấu. Đúng rồi, còn Shindo. Chương 60, kỳ thi lên chuyên nghiệp. Shindo, Toya, giáo sư Ogata. Toya và giáo sư Ogata đang xem Murakami thi đấu hay là đang xem Shindo? Hôm sau chủ nhật, ngày viện sinh học bình thường, tổng cộng là 546 yên. Cảm ơn quý khách. Xin chào quý khách, gọi món gì ạ? Giải sư tử chiến hôm qua chỉ có anh Izumi, Ochi và Adata là thắng vòng 1. Sang tới vòng 2 thì còn mỗi Ochi. Buồn ghê, giải vừa rồi chất lượng tốt đấy chứ. Nhất là ở vòng 2, khi kỳ thủ chuyên nghiệp Ochiya tạo ra vài nước khá hiểm, nhưng anh đã theo sát và chỉ thua có nửa mục. Thầy khen anh đó. Ochi giỏi thật. Dạo này tớ toàn bị nó hạ gục thôi. Cậu thì sao? Hừ, tớ với cậu nhóc Ochi chắc là trình độ ngang nhau. Em cũng vậy. Em đấu được với Ochi đấy. Các cậu biết không, Ochi ấy mà cứ thua là cậu ta lại ra mình trong toilet. Anh nhìn thấy mấy lần rồi, lúc nào thua là y như rằng Ochi liền phi thẳng vào toilet. Hình như cậu ta còn gõ cộc cộc lên tường và lẩm bẩm một mình nữa cơ. Thật thế à? Vòng 3 giải sư tử chiến sẽ tiếp tục sau 2 tuần nữa, nhưng cơ hội để Ochi thắng ít lắm. Cậu nhóc đó nặng về ăn thua nên khó mà chịu nổi sự thất bại. Ochi là đối thủ chiều nay của tớ. Cố lên, Shindo, cho cậu ta vào nhà vệ sinh luôn. Sức em hơi kém đấy. Ở trận vòng 1 em đã thua những 6,5 mục phải không? Tiếc là em không đấu được với Toya, nhưng nhờ ván hôm qua em đã mạnh hẳn lên. Em muốn mạnh hơn, muốn cọ sát nhiều hơn nữa. Muốn thế phải đấu thật nhiều, nhất là những ván cờ như hôm qua. Nhất định, nhất định em sẽ mạnh hơn. Á, ôi xin lỗi. Phải chăng người mà tiên sinh Ogata chín đẳng và Toya Akira chú ý chính là Shindo? Xem ra Shindo sẽ là một đối thủ đáng gờm trong mùa hè này đấy. Mùa hè á, cậu ấy nói muốn đến kỳ thi lên chuyên nghiệp đó mà. Kỳ thi lên chuyên nghiệp? Sao, cậu quên à? Đó là mục tiêu lớn nhất của chúng ta. Chúng ta được chơi hàng đống trận quyết liệt. Đến lúc đó mọi người ở đây sẽ phải sát phạt nhau để giành chiến thắng. Sao em lại biết tôi ở đây? Vì thi thoảng anh vẫn tới nơi này nên em nghĩ. Em muốn biết chuyện gì? Về giải đấu hôm qua, em chỉ muốn hỏi.
Tiên sinh Ogata cho tôi loại thức ăn của cá mà tôi vẫn mua đó. Hôm nay tôi đến đây để thư giãn tinh thần trước trận tỉ thí với giáo sư Kuwabara. Đúng là có được một danh hiệu chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu không lấy sớm, Toya Akira sẽ đuổi kịp. Chưa biết chừng lại đoạt nó trước cũng nên. Ha ha ha. Em có muốn về không? Hay ta đi ăn gỏi cá nhé? Anh Ogata, cho em biết về trận đấu hôm qua của Hikaru đi. Rốt cuộc trận đấu ấy thế nào? Điều duy nhất mà em chứng kiến là đến cuối ván Murakami ép Shindo rất ghê. Và khoảng cách là 6,5 mục như em thấy đấy. Nhưng nếu anh ta chiếm ưu thế quá nhiều ở tàn cuộc mà chỉ thắng vỏn vẹn 6,5 mục thì chắc chắn trước đó hai bên phải rất cân sức. Shindo tiến bộ nhanh đến thế sao? Anh Ogata, điều em muốn biết là bố cục quân cờ rất kỳ lạ. Em không thể tưởng tượng được sao lại có hình thế ấy. Chắc hẳn Hikaru đã làm gì đó phải không? Cậu ta đã biến nước cờ lỗi thành một nước rất hay, một cách tuyệt vời. Sao em không hỏi đối thủ của Shindo ấy? Em hỏi rồi, nhưng Shindo chơi thế nào ấy hả? Sao cậu lại quan tâm đến kẻ thua cuộc quá vậy? Tôi mới là người thắng. Gã viện sinh hạng 16 đó chẳng là cái gì với tôi. Ván sau tôi sẽ đấu với cậu. Sao cậu không để ý đến tôi một chút chứ? Rồi sau đó cậu ta lại bị em nghiền nát ở vòng 2. Tội nghiệp thật. Ogata, xin anh hãy cho em biết Shindo. Tôi tưởng em đã hết hứng thú với Shindo rồi mà. Đừng sốt ruột, 2 tháng nữa em sẽ có câu trả lời thôi. Khi kỳ thi lên chuyên nghiệp bắt đầu ư? Đúng vậy, con đường năm ngoái em đi. Cuối cùng cậu ta cũng đã đặt chân đến. Vậy là tập 7 của bộ truyện Hikaru Kỳ Thủ Cờ Vây đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trên kênh Alo Chuyện nha. Tạm biệt mọi người.